Đi 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 đi. Đây là crawfish nha, còn sống luôn. Ủa con này là con tôm hùm đất đúng không? Crawfish đúng không? Bây giờ đang còn trong mùa crawfish không ta? Sắp hết mùa crawfish rồi. Ủa không phải đợt chiều rồi mình ăn là bắt đầu, bây giờ nó cũng sắp hết rồi ta. Ok. Bây giờ là 3.99 một hao. Trời mấy con này cũng bự quá trời nè. Trời bự quá trời bự luôn. Đây nè, bây giờ là một vlogger nè, thấy không? Hai vlogger nè. Bây giờ đang đứng cãi lộn là tại vì cái chợ này bán đồ không có tươi nên là quyết định là sẽ đi cái chợ khác. Là tôi nên làm một chầu cá độ cho mọi người, là trong đây không có bán hải sản, một chầu cá độ, một ly trà sữa luôn. Chợ này lúc nào em với Trâm cũng vô mua snack hết, không bao giờ mà mua tôm mới mua cho mình. Đó, một bà vlog 20. Coi con cua này là cua gì Trâm? Cua hoàng đế à? Trời ơi, má lần. Ừ, lần đầu tiên trong đời tao thấy con này ở ngoài đời, em mày tin không? Tao cũng lần đầu tiên trong đời luôn á. Trời ơi, nè, chỉ má giống như là đi má đi viện bảo tàng vậy nè, coi nè, trời ơi. Bây giờ Trâm sẽ lựa tôm. Thôi để cho mấy anh chị làm xong rồi mình qua mình lấy. Để cho người ta lựa xong đi rồi. Ủa rồi có mua ốc không? Trời ơi một. Mẹ ơi trời đất, mẹ ơi trời ơi. Okay. Đây là lobster. Lobster Canada hả? 13.99 một phao á Trâm. Trâm ơi. Lobster 13.99 một phao nè. À hả? Còn con này là con cua gì đó, 17.99 một phao. Cua này cua gì vậy? Cua dungeon. Đây nè, đây là cái món ngon này. Tôm đỏ 42.99 một phao, chắc được 6 con quá Trâm ơi. Tôm đỏ tươi xong. Này Trâm đang mua tôm cho quý tử gia đình ăn. Cho hai quý tử ăn. Để vô bịch frozen á, rồi để ăn mấy lần thì lấy ra giả đồng. Mua vừa về làm tô hấp nước dừa. Tô hấp nước dừa. Hay tô hấp bia gì đó. Cái này là cái gì Thanh? Cái này là con cá. Cái gì? Fish. Mẹ. Cá gì á? Không biết tên. Tao làm gì biết. Hình như cái bạch má. Này là bạch tuộc hay mực vậy? Này mực đúng không? Cá ngừ. Này mực đúng không? Không. Cái rồi là cá ngừ. Không. No. Ý đầu cá nè. Ốc. Ủa mấy bạn mua ốc được gì rồi? Mấy bạn mua ốc gì rồi? Đâu? Rùa hả? Ủa nè, phải con rùa đâu. Ủa người ta ăn con này luôn hả trời. Cóc. Sợ quá, nhìn sợ quá. Nhìn thì sợ hả? Ủa? Mua mấy con vậy? Năm à? Ok. Cái bác 6. 6, yeah, 6. 6 enough, like 4 people is 6 enough. Okay. Thank you. Mày coi không anh? Mày coi nha, tao đi đây. Ở đây là chợ tàu nên nó có nhiều snack của tàu, nước uống nữa, lạ lắm luôn. Nhìn cái chai này thấy thích ghê mà không biết là kiwi juice. Kiwi juice.
dễ thương quá. Banana mango. Thôi em thấy cái này an toàn nhất á. Thôi cái kiwi hả? Thấy cái này ngon. Cái này có banana ở đây, không biết là cái flavor đó làm sao nữa. Lấy này đi. Nào. Nó chua chua. Dạ. Còn cái này là gì? Này là yogurt hả? Yogurt. Milk drink. Này strawberry nè. Này là peach. Cái kia là coconut. Lấy này không ta? Ok, đây là smoothie hả? Không, đó là composite juice. Thôi. Lấy chị cũng thử đi. Cái này của mình đúng không? Này, bạn Thanh đã mua được ốc này, ốc gì vậy ta? Ốc hương hả? Ok, để hai người đó bắt ghẹ đi, bây giờ mình đi chơi. Nghe rất là nhiều nước uống ở đây luôn. Bây giờ mình sẽ đi coi snack đi. Bia ngọt của Đài Loan. Bữa cho mua. Không ơi, cho mua một cái mùi vải. Yeah. Uống cũng được. Uống vui vui thôi à, chứ thiệt ra là nó cũng không có gì gọi là xỉn hết. Dễ thương quá à. Nè, nó có nhiều loại lạ lắm luôn á. Tôi kiếm chín sen mua thử không ngon lo uống. Sparkling water mùi mojito. Còn cái này á, cái chai dễ thương quá ha. Bây giờ mình sẽ mua mấy cái này về để mình review thử cho các bạn coi. À, cái này là mùi Long Island Flavor. Long Island Flavor là gì không biết. Long Island là một loại rượu. Yeah. Long Island Tea. Long Island Tea Flavor. Thì Long Island Tea là rượu á. Không biết. Nhưng mà uống cái này là Green Grape nè. Ok. Green Grape là gì? Nho xanh. Nho xanh. Ok, mình sẽ mua mùi Home Mojito. Đẹp quá ha. Ê, bây giờ mấy cái đồ đóng gói mà hàng của Trung Quốc nó rất là đẹp luôn. Mình vô trong đây mình mở mang được tầm mắt dễ lắm luôn. Mình vô đây giống như là mình đi một cái Red Green Tea không? Ờ là xem biết chứ. Ê, nó khác hình. Ờ, dễ thương. Đẹp ha. Ok, giờ mình mua thử hai lon này về mình uống thử. Là ngon không? Đây là sparkling water, giống như là một loại nước có ga nhưng mà nó có mùi trái cây. Cái này là lemon jasmine tea. Ê, ngon á. Còn cái này là... Đây là gì? Pomelo jasmine, cái này là bưởi. Bưởi hả? À? Mua cái, một cái lemon jasmine tea uống thử không? Ừ. Ok, mình sẽ mua cái này ăn chung với hải sản để mình review coi nó có ngon hay không. Nè, thấy Châu Kiệt Luân không? Đồ Châu Kiệt Luân, đồ ăn của Châu Kiệt Luân làm đại diện. Bánh này bánh gì vậy Trâm? Cái này mùi sea salt. Sea salt sparkling water. Này gì, bánh gì vậy? Bánh hành á. Giống như bánh là hành. Cái prata hay gì đó. Bánh hành. Thôi ăn mập đó. Không coi coi thôi. Thật sự là bao bì của nó làm rất là đẹp luôn á. Bao bì của đồ Trung Quốc rất là đẹp. Puff prata. Này là cái lẩu. Này là lẩu đúng không Trâm? Dễ thương không? Trâm. Lẩu đúng không? Đúng rồi, cái này là lẩu. Lẩu chua. Lẩu cá. Đẹp quá. Đây là thế giới bánh kẹo. Thế giới bánh kẹo. Đồ. Rất là nhiều bánh. Lạ lạ. Và mỗi lần vô đây thì rất là tốn tiền. Tại vì nó rất là nhiều bánh lạ và rất là muốn thử. Đây. Đây là egg roll. Này egg roll mùi mực hả? Đây là potato cracker. Potato cracker. Bánh này là bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh. Này là bánh. Bánh mè. Đậu nành. Bánh đậu xanh với chestnut. Chestnut là cái. Để về Google dịch cái chestnut ra cái gì nha, quên rồi. Đẹp quá. Ai mà thánh ăn vặt lại vô đây chắc gom hết nguyên cái chợ. Khô bò. Đây, khô bò của khô heo của Singapore nè. Cái này rất là ngon nè. Nhưng mà bên Singapore, ở Singapore mình không biết. Mình qua đây mình mới biết. Đẹp quá, bao bì quá đẹp. Đồ ăn vừa ngon mà bao bì cũng đẹp nữa.
Dạ, bạn Trâm đang đi kiếm loại trà hoa bách hợp. Đây, trà rất là nhiều luôn. Trà đây là vô số kể loại trà. Đây là bông cúc nè, bông cúc khô. Trà này chắc là trà, đây là apple tea nhưng mà nhìn nó giống lại quá. Black tea hết Trâm. Này quá trời luôn. Chà. Nói chung là tôi chúng tôi ấn tượng cái chợ này là tại vì chợ này bán nhiều đồ là với lại dâu tầm đâu đồ lạ với lại bao bì đẹp nó sạch sẽ nhìn nó đây đây là mọc đại dương. Này trà mọc đại dương à hay là không phải, đó là cái loại thuốc bắc đấy. Nhìn đẹp quá à. Cái này là chắc nhịn nè, bách hợp á. Bách hợp hả? Đây là này là để bỏ vô nước sôi uống như một cái trà luôn hay sao? Không, cái này là sẽ về để nấu chè, nấu với những cái hạt khác để uống hoặc là nấu canh. Ồ. Bây giờ là đang làm trend hả? Ê, có trà trà lá dâu rồi chứ. Đây là trà lá dâu. Còn đây là trà cổ phiếu xanh hả? Trời mà Trâm ơi, mình nên mua trà này để tặng cho Ân. Ân. Ân nhà mình này, Ân à. Đây đây đây, để gửi hình. Đây đây, gửi hình cho. Để ghi là anh sẽ mua cái này tặng em. Đâu rồi? Gửi thích nhắn đúng không? Ơn rồi ta. Chụp bằng cái này, camera. Quên quên để chụp bằng cái này. Tại giờ này nói chuyện với Ơn trên Facebook. Đây, anh sẽ mua cái này tặng em. Đây, ở đây cũng có nhiều loại trà khác. Có những cái là ở bên có mấy cái nhãn hàng đó, giống như là ở bên Sinh đó cũng đã từng thấy rồi, nhưng mà qua đây thì thấy nó lại đẹp hơn, nó lạ hơn. Một sự ấn tượng không hề nhẹ với cái chợ này. Đây là bây giờ có trà sữa đóng gói đây, hay là trà sữa bô bà đóng gói đây, dễ thương quá trời. Đây là Taiwan Yin Tea. Chào Wan Yin Tea phải là trà Quan Âm không Trâm? Ủa? Ủa? Thiết Quan Âm mà nó uống trà sữa trời. Uống được không ta? Thì có lạ lạ đó. Hồi nãy quên chestnut là cái trái gì cái Trâm? Hạt dẻ. Đây đây là trà đóng gói của Nhật. Trà sữa đóng gói của Nhật. Uống cái này cũng được thôi đúng không? Uống cái này nó hơi lạc lạc. Đây là bô bà. Đây trà cà phê sầu riêng rất là nổi tiếng, thấy ở đâu cũng bán, của Mã Lai nhưng mà chưa bao giờ dám thử tại vì sợ đau bụng nên chưa bao giờ dám mua uống hết. Đây là trà matcha green tea latte của Thái. Trà Thái cũng có green tea. Ê, ngại quá. Mình cứ cầm cái máy này thì mình quơ quơ quạt quạt á, mình ngại quá trời ngại. Nhưng mà cầm cái máy này á, Brown sugar syrup. Cầm cái máy này đó đỡ ngại hơn là hai máy kia cầm hai cái điện thoại bự chà bá. Má ơi, bà này chỉ bà kia nhìn sống chết nhìn mà ngay giùm. Đây là trà gì đây? Trà của trà gừng của Lý Tưởng Thất đó, nhà vẫn uống mỗi lần bị đau bụng. Mỗi lần mà đi ai bị đau bụng không? Ông bố anh mua trà sữa mà trà Titanic. Ồ, cái này là ớt chín siêu cài chết lưỡi. Đâu đúng không? Cái ớt này nó làm cho tê tê đúng không? Đúng rồi. Ớt này là ăn vô tê tê cái lưỡi. Anh tưởng là cái hồi nó mới làm tê tê. Đây là mấy cái, mấy này gọi là cái gì, gia vị hả? Gia vị. Gia vị đúng không? Còn cái này là pepper oil. Gia vị nấu nấu rồi. Cái này cay chết, cái này cay dữ lắm. Ôi, cái hộp này dễ thương quá ha. Công nhận ở đây nó thích làm mấy cái hình dễ thương thiệt chứ. Focus.
gia vị nướng cái gia vị nướng hôi nách đúng không? Đúng rồi. Đây là một gia vị nướng hôi nách nè, bạn đi cũng thích ăn cái này, nhưng mà hôi nách cái này nó kết hợp với lại cái với lem. Là một cái new version mới. Yeah, yeah. Thì nó cái sẽ ngon hơn là spicy seasoning. Spicy seasoning. Royal fish. Của Haji Lao. Nói chung là Haji Lao cũng phải làm cái gói. Cái này cũng ngon. Haji Lao cũng phải làm gói lẩu để bán. Ăn gì? Hay cầm cầm cho anh, cầm cầm. Cái này là hot box of space của ai? Của dùng nào đó? Tứ Xuyên hả? Nói chung là ăn xé họng luôn, ăn cay xé lưỡi luôn. Ồ oh. Đây, ta có gia vị nè, đây đây nè, để quay, để clip. Đây là một thiên đường của Hai Di Lao, đồ Hai Di Lao, lẩu Hai Di Lao, nước cốt lẩu Hai Di Lao. Nhưng mà có những cái hiệu á, nó làm hai cái chân rất là đẹp, ví dụ như cái này. Dễ thương à? Ờ hả? Này dễ thương thiệt chứ, nè. Có chị dễ thương luôn. Cái này rồi, cái này làm kiểu như là dễ thương rồi rất là muốn mua. Thiết kế bao bì hơi bị đẹp. Trong đây cái món nào thiết kế bao bì cũng đẹp hết. Trước khi mà cái lẩu này xuất hiện là ở đây ăn con cùn. Nhưng mà trước khi Hai Di Lao xuất hiện là ăn này không? Ok, bây giờ khác. Nói chung là mình đã đi hơi bị chú này hạt không à? Hạt với lại này rễ tre hả? Bamboo forest. Măng. Măng khô, apple tea, măng khô, nấm khô, trái dại khô, apple tea. Hồi nhỏ ghét ăn trái dại khô lắm, tại thấy nó đắng mà sao ai cũng thích ăn. Ở đây mà cái gì nó cũng để label là apple tea hết, nó không có để cụ thể cho mình biết cái nó là có gì. Cái này là trà nhãn với táo tàu, red date, ôi là trà luôn. Ồ cái này uống tốt mà. Mấy cái này uống mát không? Cái này sợ nó lại có kiểu tự. Cầm bớt đồ cho cầm. Không cầm cho lấy đồ coi. Ê cái trà này là gì vậy? Cái này là jasmine đó. Jasmine. Thơm quá à. Tôi thấy là thấy thơm. Mua này đi làm uống. Ủa cái gì vậy? Ủa, đây một vlogger rồi đã xuất hiện. Cái này là trà, những cái trà ở đây này là những thứ mà ở trong Việt Nam mấy tiệm thuốc bắc là thấy cái này nhiều luôn nè. Ồ, long nhãn hả? Những cái quái mà kia quá trời luôn. Cái này là gì vậy? Trà cốt xương hả? Ủa này trà cốt xương là sao mày? Là sao? Đâu cái gì nó ghi là trà cốt xương. Đó. Còn cái này là canh tứ thần. Canh tứ thần má, đọc sao là canh tứ thần, tứ canh... ăn vô chết luôn. Cái này là canh xanh địa mạch đông. Ồ, có canh tẩm bổ nữa. Đúng rồi. Cái nào có bầu á là vô đây. Ê, gì? Canh cái này, tẩm bổ. Cái này là cho chanh. Canh hạ quả. Canh xanh hóa mẹ. Ủa chứ không phải nó hạ quả hả? Canh đương quy hạ. Cái này ở bên Việt Nam á là chỉ trong chợ mà mấy cái tiệm thuốc bắc này nó. Ôi trời ơi cái này. Là hón quả. Ê nó có cái gói này đẹp quá nè. Gói này nhìn cầm một cái đi. Cái này là lốc. Cái này là lốc. Lốc cô chứ. Cái gì? Lốc xanh. Cái này nhìn đẹp quá thôi mà không biết cái này là gì. Tao nghĩ chắc cái này cũng là hán quả quá. Cái này chắc cũng là hán quả nè. Ok, cảm ơn bạn Thanh. Bây giờ đi theo bạn Trâm. Đi theo bạn Trâm có nhiều kiến thức hơn. Bây giờ trên đường đi mình sẽ gặp thêm một bà vlogger.
Còn tôi là vlog boy nha, bà này là vlog girl. Đây xì nách và xì nách. Đồ tàu hoàn toàn luôn á. Ừ, xì nách. Nè ghê không, ghê không? Xì nách Trung Quốc. Này là hủ có Simply Food and Bitcoin. Phở Bitcoin. Cái này rất là ngon và cay kinh khủng luôn. Cái này rất là ngon nha. Cay lắm hả? Một loại mì của Trung Quốc. Chia ra hai bữa. Lime sparkling fries. Em đừng che cái mặt. Nói chung là tao thích cái chợ này lắm, tại vì cái đồ trong cái chợ này nè nó bắt mắt lắm, mấy cái này nè nó dễ thương lắm. Lace của tàu và mùi avocado nữa. Đi đâu á, ở nước nào nó cũng có một cái lace riêng đó. Lace mùi của nước đó hết trơn trời. Ê, có cái nước gì uống để cho nó để tiêu hả? Đúng rồi nó tiêu. Bây giờ á giống như cá nấu canh cải chua. Đây là glaze. Có chữ Trung Quốc luôn không? Nè có glaze mùi bia đó nè, ghê không? Mùi bia mát lạnh luôn không? Ghê không? Cái này cũng cái này là glaze mùi thì đó, tôi nói glaze nó có nhiều lắm, hay lắm. Cái này là glaze truffle. Nấm truffle. Bây giờ mày muốn uống thì mày uống canh tiêu tan nghiệp trướng á, thì đây nó không thấy ra nó tiêu cái bụng của mày. Lace mùi tôm rất là đẹp. Đẹp quá ha. Dễ thương quá. Dễ thương thiệt á. Đây có nhiều cái rất là lạ. Nó lần nào vô đây cũng tốn như khá là nhiều tiền cho ba cái này. Lần này là rút kinh nghiệm rồi đó, lần này tao chăm chỉ mua có hai cái đầy này. Cái này là khô. Chanh lát. Chanh lát khô. Wow. Ngon quá ha. Cà na không hạt. Chăm cà na không hạt nè, chăm mà khô nè chăm. Cái này còn cái này không? Cái này là ô liu mà làm kẹt hành kẹo á. Cà na không hạt nè. Mất ô liu. Trời ơi, tụi bay ở đây mấy năm trời mà tụi bay nói chuyện giống như là hả? Gừng khô, mứt hồng bì, mứt tắc, quả bát tiên. Trời, có ai biết quả bát tiên là gì thì xin comment ở dưới giùm em nha. Em không biết cái quả này là quả gì nha. Ô mai thiên sơn nè. Ê mày, ô môi thiên sơn nè. Ô môi. Ô mai. Ô mai. Ô liu rồi, liu. Hả? Đó hay quá, hư độ người ta. Cái này là cái gì, nhìn thấy cái này là kẹo rồi, em không thấy hả? Không, đó là cái trái khô tồn nhưng mà nó this is so good. Tôi không biết cái này là gì hết. Ủa sao mày nói mày làm biến rồi mà, tao tưởng mày tắt máy. Trời ơi, quá. Bây giờ hả? Làm biến lên thôi nhưng mà đỡ thấy cái này rồi. Quá trời khô luôn. Ý cái quầy này phải quầy mứt chứ quầy khô á. Quá trời trái khô. Mứt khô, xí muội. Ê xí muội kìa. Cái này là salted lychee cake. Bánh gì vậy? Rất là weird. Salted lychee cake. Real hả? Cheese. Real cheese. Còn có mùi bưởi với mango nữa. Cái này là Tokyo style. Wow, một buổi đi chợ rất là nhiều kiến thức mà hiểu không? Quá trời kiến thức luôn. Bây giờ này là mấy cái đồ ăn của Trung Quốc này, mấy cái đồ snack của Trung Quốc. Hồi xưa có ăn cái đó rồi. Thấy tao ở Việt Nam có một thời gian á, nó order mấy cái này á, về nó làm nó review mày. Thôi bị chen luôn á. Nhưng mà cái này nó ăn kỳ đó. Nó cái lưỡi nó tê tê. Tại vì cái ớt là cái tiêu, quên nhập cái tiêu, cái đó tiêu. Là Sichuan pepper. Này là bánh thơm, chấm thăng bánh thơm mà. Cũng muốn review lắm á nhưng mà không có can đảm. Không đủ can đảm. Trời ơi, Thanh nó đi chợ nó mua có hũ muối thôi à. Bữa sau ông đang nhạt quá. Ủa rồi cái vỏ đồ ăn của mình rồi. Đi dắt cái quầy mà bán mấy cái đồ cây cây của. Ok bây giờ khoan từ từ đi, giờ mình nghĩ. Cái này gì? Cái này á là trời ơi. Con cá. Đây nè. Cá khô. Thấy con ruồi không? Trời ơi. Thấy con ruồi không? Má ơi, đi chợ mà có cảnh này được. Giờ... Cái này là đóng gói đó nha. Thôi đưa cho, tụi mai nó chờ nó bỏ cái này đi. Chứ người ta không biết có công người ta lại quay phim làm vlog rồi người ta lại report cái chỗ này. Chiếc cúc ngâm tương. Chiếc cúc ngâm tương. Ngâm tương là mặn hay sao? Nó làm kiểu mặn.
nó là nó có soy sauce thì spice trong này nữa. Hay là chấm là hột cà trà đi vô trong đây rồi nè, sẵn tiện. Đây là bánh, hồi nãy quay khúc này rồi. Nãy quay khúc này sơ sơ rồi. Kẹo, kẹo gừng. Ồ bánh bà xã, bánh ông xã. Ồ bánh bà xã, bánh ông xã hả? Trời hồi nãy á, hồi nãy có review cái này rồi nhưng mà không biết cái hộp là hộp gì á, chỉ thấy nó đẹp thôi. Bánh bà xã và bánh ông xã của Ngọc Kèo. Đây là bánh bà xã nè. Ở trong là ngọt hay mà? Ở trong là dân ngọt. Cái đây là bánh ông xã là husband cake. Quay lật ra sao được đây. Để mua về. Mày mua một, mày mua về hai hộp rồi để mày lấy về nhà mày một cái thôi. Rồi mỗi thứ một cái rồi để lại nhà tao ăn. Tao nghĩ nhà mày không hết này đâu. Ê cái này hấp dẫn quá mà không biết cái là cái gì thì ngon quá. Cái này là bánh trứng muối á. Bánh cookie trứng muối mà đợi mấy lần ăn ở Costco đó. Ờ. À. Có ăn nhưng mà đã quên mùi vị. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc buổi review ở đây một chút xíu nha. Tạm biệt mọi người. Bây giờ mình sẽ không biết đi tiếp theo. Tại vì mình không biết tiếp theo mình sẽ đi đâu nên bây giờ mình kết thúc ở đây nha. Tạm biệt. Đây là sầu riêng Mã Lai. Thèm quá. Kẹp. Sầu riêng Mã Lai. Ê, hay là muốn tím đi. Hộp này là 25 đồng một hộp. Là 500 ngàn một hộp này. Nhưng mà nó để là puree hả mày? Là không biết là nó có. Chắc là không hạt rồi. Không hạt. Puree thì không biết phải tươi. Ôi, tiếng còn vui được. Nhiều vlogger quá. Thôi mình quyết định là mình kết thúc máy chính thức ở đây đi. Nói chung là rất là hoái packaging ở đây. Rất là đẹp. Này là lẩu cá. Ô cái này là cá sống hả? Đây là cá. Cá ăn sống hả ta? Cái này là lẩu cá với lại canh cà chua. Cá, cà chua sauce. Phở. Ôi hộp phở này đẹp. Đâu hết trơn rồi. Bạn bè tôi hết trơn rồi. Chấm. Phở nè, đẹp không? Đây là phở. Trời ơi, đẹp quá, gói đẹp quá trời. Gói đẹp quá trời luôn á không? Đẹp quá vậy? Phở đẹp quá. Wow. Đây là phở nha. Còn đây là barbecue pork. Thịt ramen. Ramen của Nhật. Cũng đẹp nữa. Packaging đẹp quá. Ramen của Nhật. Đây là cốt phở, cũng phở bò hầm, luôn. Bò hầm à. Ok, bò hầm. Đẹp quá ha. Đây là mì bò cây. Mì bò cây. Còn này là bò nấu, mì nấu với cái chữ gì nè, cái chữ này là sauerkraut beef noodle. Bò nấu cải chua. Ê, mày thấy lúc nãy mày thấy đẹp không Thanh? Đẹp không? Phở hả? Đẹp ha. Chừng nào không biết mình mới có được cái này. 18 ha. Một cái hộp này là hai shop 19 đồng hai cái. Ê, nãy mày thấy có bột canh Việt Nam không? Không có để ý. Đây là phần hấp dẫn nhất của cái cuộc chuyến đi chợ này. Đó là tính tiền. Bạn Thanh sẽ take care hôm nay hả Thanh? Thanh đây mà take care đúng không? Cảm ơn Thanh nha. Chúc Thanh trăm năm hạnh phúc. Điện thoại em nó giữ. Đây là 700. Thật là may mắn cho chúng tôi là chúng tôi đã đi chợ xong. Không cần phải đi một cái chợ khác nữa. Rất là mệt mỏi về buổi sáng hôm nay, bây giờ phải uống trà sữa thôi. Bạn Thanh uống trà sữa không? Không uống trà sữa, Sao tao ăn cái này được? Cái này mày nấu tới chiều. Chiều mới ăn chứ, giờ này uống ly trà sữa đi cho nó mát mẻ. Rồi sau đó là mình mới đi làm đồ ăn để chiều nay mình ăn tiếp. 3-4 giờ là xong rồi. Ai về phải cho tao nghỉ ngơi chứ không lẽ về nấu liền. Rồi đi trà sữa. Uống trà sữa gì vậy? Uống phan chai đi. Cha mua gì vậy? Cha mua đậu hành lang mùi tỏi. Tại vì thèm bữa giờ. Cha bây giờ heo thì lắm. Cha không còn như hồi xưa nữa đâu. Vậy đi bộ qua bên đó hay là đi xe?
Bây giờ đi bộ hay đi xe? Đi bộ đi. Châm đi, để một gói lên đi Châm. Thử ngon lắm. Ngon mùa. Rất là thơm. Chị Hoàng thử không? Ngon lắm. Châm để cái này lên xe đi. Đi bộ uống trà sữa. Ăn như người ta không giống đâu. Phải ăn khác người. Châm, để em lên xe đi. Bây giờ mình đi mua trà sữa đi. Bây giờ mình đợi miếng cái này nữa chắc lâu ạ. Đây là một khu khác sầm uất. Ủa có một khu này thôi chứ đâu có khu. À khu này là khu đối chuyện chợ chợ X mặt của khu Chinatown. Ở đây có gong cha. Ở đây có gong cha nè. Có gong cha là nổi tiếng rồi đúng không? Trong khu vực này chứ gong cha là nổi tiếng là nhiều nhiều nước nó có đúng không? Không, nếu mà ở nhiều nước đó, thì chỉ có gong cha là nhiều nước nó có thôi. Phan cha là chỉ của Houston thôi. Phải không? Nhưng mà ở nước ngoài có không? Mỹ có mà, không rất là có mà. Thì là ở trong nước Mỹ. Còn gong cha là trong gong cha là nhiều nhiều nước khác có nữa. Ok, bây giờ mình xin lỗi xuống đây. Xin Bhutan tan nổi tiếng ạ. À. Trà sữa Đài Loan. Ủa cái này có lát, cái này cái gì vậy? Ăn thử đi. Thôi ăn ăn chết. Đẹp như đâu có ngủ. Ok, bây giờ nắng quá thì vô chay uống trà sữa một chút rồi đi về. Đây là cái tiệm phan trà, trà sữa rất chỗ này rất là ngon nha. Uống bao nhiêu tiệm mà chỉ chấm được có tiệm này là uống trà sữa chân chân. Number 25. Thank you. 25. Con Thanh nó rất là nhiệt tình nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Ok. Mày có muốn gì hả mày? Thanh ơi mày ngồi đi Thanh. Cái này nó đỡ đen hơn. Thanh ơi mày ngồi, Thanh mày ngồi. Nhưng mà nó không quay buổi tối được. Cái máy này không quay buổi tối được. Cho mình mượn cho. Ok. Hôm nay tôi uống Rim Roulette Dirty Boba. Không, không ngồi đây là nó đi thôi. Đúng rồi. Một cái món rất là ngon ở đây. Rất là ghiền luôn. Đây là chị Hòa khai sáng cái tiệm này á nha. Biết bao nhiêu tiệm gọi là nổi tiếng ở trong cái khu vực này nhưng mà chị thích uống cái tiệm này thôi. Ai? Chị hay là em? Chị. Mà uống ừ, thấy không? Regular ice. Tại vì nó ngọt. 25% đường và không có cái đường vàng ở trên. Tại vì nó có đường vàng ở trên đó, nó sẽ rất là ngọt. Nhưng mà cái này mà trà sữa là bên công trà ngon hơn. Ở đây chỉ có sữa tươi thôi. Thôi anh là trà sữa. Đây là món yêu thích của mình. Và cũng là cái tiệm yêu thích của mình. Châm uống gì Châm? Nhiều người vô đây uống rồi và ai cũng chê trà dâu. Tôi uống trà dâu không? Không biết nó phê. Trời má ơi, ngon quá. Tôi chưa uống cái này mà. Chân châu quất là mềm. Sữa rất là thơm. Nuốt nuốt không? Lỡ nuốt của bà nhiều quá rồi, không có nuốt được. Nuốt hơi bị nhẹ tọt. Ngon quá. Bây giờ mình đã kết thúc một cái chuyến đi chợ của ngày hôm nay. Bây giờ mình uống một miếng trà sữa, mình nghỉ ngơi rồi mình về nhà mình nấu ăn. Mình sẽ làm một cái chương trình review đồ ăn hải sản ngày hôm nay cho bạn Thanh tài trợ. Dạ, cũng thay mặt gia đình xin cảm ơn bạn Thanh rất nhiều. Ngày hôm qua mình cũng kể là bạn Thanh sẽ mua tôm hùm qua đây đãi cho gia đình, cho gia đình mình ăn và ba mẹ mình cũng biết. Và ba mẹ mình rất là cảm ơn bạn Thanh đã mua tôm hùm để ở Thanh mời mà, Thanh mời mà. Ừ, Thanh mời. Nên thả mình rất là cảm ơn gia đình mình, thay mặt ba mẹ mình cảm ơn bạn Thanh. Ba mẹ mình hôm qua cũng cảm ơn Thanh gọi, kêu là gửi lời. Tại vì hôm qua mình kể, ê quay lại, có quay đâu, ông kính làm gì. Không biết ngày gì nữa, tự nhiên cái
Thanh qua Thanh đãi ăn thì mình kể bà mẹ mình nghe, bà mẹ mình cảm ơn Thanh. Cảm ơn Thanh nhiều nha. Mình sẽ ăn thật là nhiều để cho bạn Thanh không phụ lòng bạn Thanh. Tạm biệt mọi người, gặp mọi người ở nhà với cái tập review đồ ăn ở nhà. Đúng rồi. Tạm biệt.